Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bận việc quá nên giờ mình bắt đầu mới lên video cho các bạn xem, nhờ ủng hộ mình nhé. Hôm nay ngày đầu tiên mình làm ở xưởng, hôm nay còn này không phải chạm nhau đâu các bạn nha. Đây chủ yếu là tập võ, mình cung cấp cho các nhà trường. Mẫu này rất đẹp. Phong cách mẫu này bán nhiều. Hai mẫu khác nhau này. Chỉ là con sát thương các bạn nhé. Những hình này là con sát thương. Cái này chủ yếu là tập vỏ. Hôm nay là còn thêm một mỡ ghế của nhà trường. Không bị làm thêm cắm cái nữa. Mới. Là cũng hai đầu tiên làm các bạn. Rồi. Hồi tối rồi các bạn. Rồi. Chuyện đang làm. Cảm ơn các bạn nha, mình làm tí